Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Allergix được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm OPV. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Analgix cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Analgix Mỗi viên nang chứa Hoạt chất Acryvastin 8mg Tá dược Flaulac 100 Natri Starch Glycolat Magnesi Stirat Dạng bảo chế Viên nang cứng Công dụng và chỉ định của Analgix allergic được chỉ định. Làm giảm các triệu chứng do viêm mũi dị ứng theo mùa như hát hơi, sổ mũi, ngứa mũi họng và đỏ, ngứa, chảy nước mắt. Mày đay vô căn mạng tính, mày đay tiết cho linh, mày đay do lạnh tự phát. Cách dùng và liều dùng của allergic. Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Liều khuyến cáo cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi là uống một viên 13 lần trên ngày. Chống chỉ định của alerjix Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc hay với trí Prolidin. Suy thận nặng Trẻ em dưới 12 tuổi Lưu ý khi sử dụng alerjix Nên dùng thận trọng ở bệnh nhân loạn chuyển hóa porphyrin, tăng nhãn áp góc đóng, bí tiểu, phi đại tuyến tiền liệt, tắc nghẽn môn vị tá tràng, động kinh, suy gan và người cao tuổi. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Mức độ an toàn và hiệu quả khi sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú chưa được chứng minh và chỉ nên dùng khi thật cần thiết và nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc. Allergic có thể gây buồn ngủ, nhưng hiếm. Sử dụng cẩn trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc. Tác dụng phụ của Allergic Hiếm xảy ra, buồn ngủ nhẹ, sự mệt mỏi, chóng mặt, mất khả năng phối hợp, nhức đầu, rối loạn tâm thần vận động, phát ban, các phản ứng quá mẫn, rối loạn máu, co giật, đổ mồ hôi, đau cơ, các phản ứng ngoại tháp, run rẩy, bối rối, ù tai, hạ huyết áp, rụng tóc, đánh chống ngực, loạn nhịp tim. Tương tác thuốc Không dùng đồng thời Agrivastin với rượu hoặc các thuốc ức chế thần kinh trung ương không nên dùng đồng thời tofenadin và acrivastin. Acrivastin không nên dùng với các thuốc ức chế sự chuyển hóa của nó ở gan vì làm gia tăng rủi ro chứng loạn nhịp tim tâm thất nghiêm trọng. Các thuốc này bao gồm ketoconazole và erythromycin. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Anlergix, đồng thời biết cách sử dụng Anlergix sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.